gia đình mình ăn xôi dẻo. Đây đây là con xôi dẻo xò lông, xò dẻo xò lông nướng, thêm hai trái cạch này. Ăn cái mà ăn cặp gì nhức lưng, đau lưng, đau lưng tiểu đêm. Đau lưng với tiểu đêm là hay lắm. Nướng mình bỏ sò lên nha. Đây, bỏ sò dẻo lên trước đi. Xò dẻo nó bự, mình bỏ lên mình nướng trước. Thơm rồi nha, này cái cặc thơm này, thơm 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 dữ luôn. Xò lông, xò lông. Quá khứ. Nó chấm đặc chưa? Xo bắt đầu hở miệng nè, hé miệng nè. Xò lông với xò dẻo nướng mỡ hành. Đây là chả mỡ hành.
Đó, bắt đầu nó cái con sò nó hé miệng, nào hé miệng cái mình chế mỡ hành vô nha. Hả? Đâu chút đâu, tại nó dẹo quá mà nó dẹo quá, bởi vì nướng là khó. Bắt đầu hé tách ra, hé miệng ở trên này mọi người ơi. Chế mỡ hành vô. Đổ con tùm lum kìa. Cơm lên đây. Hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Đụng cơm lên. Này, con này nó cũng hé miệng ở trên này nè. Cái này mình lật lên. Lật bằng này. Xì nước. Đi ra đẳng chăm canh ăn đi. Kêu ra đẳng chăm canh ăn. Hấp dẫn quá nha. Quá hấp dẫn. Chế vô, chế mà hành vô. Quá ngon. Con nào nó hé miệng cái mình chế mỡ hành vô. Đây như con này quá hấp dẫn. Sôi quá ngon, quá hấp dẫn luôn rồi. Quá hấp dẫn. Chảy nước cái trường mình không chân ngồi. Dạ. Con này nó chưa có nở, nó chưa có hé miệng. Này chắc chín rồi quá. Hai trái cập chín rồi. Chín hết rồi mọi người ơi. Mình bỏ ra ngoài đường đây mình con này chắc quen rồi.
tươi. Tươi hết rồi, tươi trời. Còn tươi cái còn. Bỏ sò lông lên nha. Sò lông. Sò lông nướng màu lắm, xong nướng mấy con này trước đi. Ơi. Mau thì mình nướng sò dẻo trước đi. Rồi, hé miệng nữa rồi cả nhà ơi. Còn hé miệng nữa nè. Mình trở lại bên đây nha. Trở lại cho nó chín được rồi. Cho nó nở ra mình chế mỡ hành vô. Sò lòng màu chín quá. Mới đây nó hé miệng nó chín hết trơn rồi cả nhà. Chín. Chế mỡ hành vô. Chế vô. Hấp dẫn lắm. Ok, có sò dẻo mình nướng nó hơi lâu rồi, sò lông là nướng mau lắm. Sò dẻo tại cái da vỏ nó dày quá. Sò dẻo này cái vỏ nó dày hơn con sò lông. Nướng nó lâu. Chế vào. Bắt đầu nó thơm nữa. Chế mà hành lên nó thơm. Thơm nức mũi luôn. Chế mà hành ra xong. Đây, con này mình chế mà hành vô cái mình gấp ra nha. Rồi. Quang bên. Là cái quạt mini nha chứ. Quạt này mà mình mua mình đi du lịch tiện lắm rồi cả nhà. Để thổi nướng. Bắt đầu thơm rồi đó. Nướng sò dẻo mà nướng biết bao lâu mà nó chưa có hở miệng, nó mới có đây. Hé miệng luôn. Ồ, con này nó hé miệng à. Khô. Cái để gì không được, nó tan vậy. Ui, khô luôn rồi cả nhà ơi. Chế mỡ hành nè. Hấp dẫn, hấp dẫn. Chế vào.
Ổn không? Nước chảy hết rồi. Rồi bỏ lên này. Tắt mấy con này kìa. Chính nha. Sò lông ngọt chính rồi. Mình chế mỡ hành vô. Ngon quá chị Xuôi. Dạ em đi. Nó thịt bò nước kìa. Em mua cục nước chưa bán bánh xanh mua. Trời ơi. Đâu có dự định nướng đâu mà ngủ trước. Bởi là chị ông đi Vĩnh Thành về cái ông mua về ông nướng rồi nào ông quay video quay gì của ông đó. Chị chiếu ngủ không? Ngủ đi, cắt ở ngoài cắt miếng bò nha. Đi. Cắt mấy cũng được. Có miếng thớt không? Đó. Ra bon, con cắt miếng thịt bò nha. Trời ơi, miếng nó nhanh tay quá ha, để vô tủ đông luôn rồi. Nó lạnh. Thôi nó nổ rồi con ơi. Thì để xíu uống mà, để nó đi. Đem đây con. Nước ngọt hả? Ừ, nước ngọt 30 ngàn đó bo. Ghê anh Bi, anh Bi nào. Dọn ở đây là dọn xúc xích vô gấp. Đâu cái nào hở đâu. Nè. Xong chết hết rồi. Chế là miếng này không? Không, cái đó của chú, của bác. Nè, cái này con thử đi. Cái nào? Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Hả? Ừ. Không, ăn cho đây cái chặt. Đó, ăn cái chặt được không anh? Được. Bữa bà Thảo à. Cái gì ăn được trời. Nè bố. Xí xí là cảm ơn á. Quay để coi thôi nha anh, đừng đăng anh ơi. Quay để coi cho ông nên ông coi rồi ông tắt chơi lấy cái gì ổng nhậu chừng mò béo luôn dán rồi ngày kia nó làm sương sương thôi đó làm sương sương thôi đừng làm nhiều quá lố lăng bò này cắt chơi gì chơi đây đưa đây ăn đây cắt chơi trời. Được, đưa đưa con như sắt đi ấy bắt chế mà đi xì 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 bẹt và xì bọt là nó chín rồi đó chết chết rồi gì gấp kia trời ơi cái này nó teo dữ nãy giờ bấm chấm ăn luôn ăn luôn
Còn ăn đi. Nước đậu bắp ăn. Ăn nóng nữa ta. Ngồi lên. Nó còn nóng mà không tay. Đang đút cho con ý em với trời. Nè mấy cái xuống đó nè. Ý em với coi. Ừ. Con xúc xích ra kìa, anh viên đằng nước. Được. Ui nho à. Để dỗ đùi nữa. Em muốn trước nha. Nhỏ em muốn trước nha. Con nó nhỏ. Chua hả? Đã. Thôi đừng quay nữa anh đâu có quay đâu. Nên ta nó chơi mày đó là mày. Ôi trời ơi. Ăn đi Thảo. Ừ. Tắt rồi hả? Ăn đi bò. Để nó ngủ. Để nó ngủ. Để nó ngủ. Bà con Như ăn với. Ủa lộn con. Đi vào. Dạ Như nè. Nóng. Tiền hỏi đánh làm ăn nè. Nó thích Như cái gì. Lấy dao phát ra thử là chính kìa. Nói là mấy con này lâu quá cho lo chơi chơi nè. Nó lâu rồi. Nó khép lại luôn. Nó chờ lâu quá nó khép lại. Nó chờ chứ. Nè. Bắt ra đi. Em vui vẻ lắm. Em không có kỳ thị ai hết chứ. Ủa con này chưa rồi. Chưa à. Tắt đi nữa giờ nó mà chưa mình nướng ở ngoài cho dễ thấy để không thấy cái nó mà mình lấy ừ. Lúc đầu nó không mở hả? Ừ, lúc đầu nó đâu có mở đâu. Phải để lên nó mới mở chứ. Có nhỏ đi là sớm rồi, chắc rồi giờ này chắc về rồi đó. Điện thử coi. Em điện thoại không bao giờ có tiền để gọi chồng. Ý là gọi mạng được thôi. Nạp tiền vô. Ăn con nó đi nãy giờ. Ủa em muốn rồi mà. Đưa bỏ chừng. Trời tới chị. Tưởng rồi đưa em nữa. Dạ. Chín rồi này, chín rồi. Đi, hấp luôn hả? À? Ừ. Ừ, chín rồi. Đây 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 nè. Hấp nước. Chín rồi. Nó không có đỏ là ăn được thôi. Cái này để đâu vậy ta? Để đậy chín nó hấp đi. Đợi chút nó nướng nó để vô. Rồi cũng mâm ba cháy và chét không. Béo ngậy luôn. Nó ngọt phải không? Ngọt ngay luôn. Bò đi con để ngủ. Ăn đi bò. Đó, lấy ra cầm đó. Coi đừng tẩy tẩy mấy con này này cho dì Tư chế hành vô. Anh ăn cái này đi, để nguội nè. Rồi rồi để nó đi. Con cái này chú thích cho bé Ý nè. Ừ. Nhà Tư. Để nó nè. Ây da. Con đang sợ không biết. Sợ nguyên con nè. Nè ăn đi con ăn cho biết. Dài. Chị kìa, tắt cho chị về rượu của chị nữa kìa. Ủa còn cái ghế sắt nữa không? Ở trong buồn hả? Bỏ rồi. Còn hai. Đây đây anh tắt. Còn cái ghế cây nữa mà nó đâu kìa. Bắt đi mà. Bắt đi từ ghế. Đắng, anh đắng mày ơi. Hả? Đắng. Đắng là mà đắng. Hấp đắng luôn. Rọp 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 luôn. Sợ khác á. Dạ nó teo lại á, giống như con hồi nãy cô gan á. Tắt đỡ đi. Con nào còn sống á mình để lại. Đây là cái để cái dạng nó nóng quạt. Kiếm cái gì để miếng này của. Đi về đây cái hổng cột tóc cột bơi. Để này đâu đây? Để qua đây đi. Cho nó rộng chỗ. Rồi qua. Nè cái này xong rồi nè Tư. Này mở ra luôn rồi. Mở xuống. Nè nè nè. Mở xuống chưa? Bò phải không? Bò hay là xào lông? Xào lông chưa nước hả? Dưới nước xào lông đi. Cho nó miếng đi. Mua miếng bò cho nó ma cho miếng thôi, để lâu. Cũng cho còn ý nữa không? Ý là thay bò cũng được. Dạ bò này. Sao nó còn hơi nhẵn nhẵn nè. Nè, sò lông chín rồi. Ốc hả? Ở sò hả? Có nước chưa? Chị uống rượu xong chưa? Gọi xong rồi. Chọn không đấy? Hử? Còn uống miếng hả? Ừ, bia, cho biên, rồi, anh Biên uống miếng đi. Uống cái gì? Uống rượu. Ồ. Cái đó uống không có ăn, không có say. Đó, nói rồi con uống mình không có say, uống đi. Thử một ly thôi. Sao uống thọt mà. Bỏ đồ. Nhỏ uống được nghe, lớn đừng uống nè. Quá uống không gã gái đâu à. Được, được, được. Làm gì lột cho ý vậy vậy? Có nó rớt qua thịt bò luôn. Trời ơi. Con ăn này. Tắt ra, chứ nó chân rồi đó, tắt lên. Tắt ra chế mỡ hành vô. Mỡ hành còn ngay luôn kìa. Thì mỡ hành nó có ơn. Ấy
lông thì nó mau chín. Quên rồi, chín rồi. Cái vô tôi. Chấm nước chấm này vô nè. Nè chị, dứt nước chấm vô nè. Nè xào lông nè. Xào lông nè tứ. Đây nè. Xào lông nó cũng khô. Để vô nó lặn vô. Nhiều anh. Ký anh. Hả? 3 kg 100 nè. Mua bên dì Thủy còn bên đây nó bán mắc quá. Nhà em dễ dễ gì mà ăn đồ sống được, có ăn đồ nướng được. Đi. Đưa cho em mới nè. Nướng ngoài sân á. Cây giữa đường luôn. Tết thì mình ra ngoài đó mình ngồi mình ăn. Bữa nào bà kia có mình đứng thì ăn ngon không vậy nè. Đúng không? Mau đi hả? Ừ, thằng đấy có nướng kìa. Trời ừ. Ăn đi trời. Ăn thiết luôn. Ừ. Trời trời con cũng vậy con em đúng không? Mang con đậu nhẵn nhẵn con này nó cũng nhẵn nữa. Ừ, nó không kể nó kể. Mấy con xích nó con chở được rồi con nó chở. Nó khác thì ăn. Trời. Con còn đi. Con nó ăn này nữa hả? Con ăn gì? Nè, xào lông tất rồi nè. Cắm vào lên pin chạy. Sao dẻo nó nhẵn nhẵn cơ? Sao nó nhẵn nhẵn? Để ăn thử coi nha. Đâu, đâu bỏ miệng. Không nhẵn đâu. Đây là mẹ chưa chứ. Ngọt cay luôn. Ăn này không? Ừ. Cháy à? Ừ. Ngọt chết luôn. Ăn mắt hương lột chưa? Còn cái này nè. Ăn cho không? Cho nè. Ở rửa luôn đi. Như đây 13 ngàn rẻ chị. Qua nó rẻ mà. Trời còn trả đi. Chứ lâu quá không có mua nho này không mày á. Nho Ninh Thuận cái này. Nho đó nho Ninh Thuận mà. 342. 342 gram. Không nhìn mà biết. 400 gram. 350. Vậy là bán cái này mắc hơn cái ngoài này. Ngoài nhiêu ký? Ngoài thường thường cũng nếu tới mùa là có 30 ngàn ký à. 30 ngàn ký mắc rồi. Cho được 40. Đó, mùa. Cái này nhập mùa 40 mét nữa. 40 ngàn ký. 44, 16. Cái này chưa được 400 gram. Đó mua nho năm rượu mà nguyên thùng luôn 5 ngàn ký à. Em mua nho gụng. Em mua nho gụng nữa. Cũng ít nè. Ngâm cái túi chừng. Kìa, còn nắm ấm thì chị ăn đi để nguội. Chua lét hả? Chua lét. Ủa sao cô ăn con không rửa hết cho nghe bo. À, em để đây nè, bước đi. Uống quả chặt không? Uống quả chặt không? Từ từ. Con miếng hả? Thôi uống ít thôi trời. Ăn bi bo, coi tôi ướt con ăn hết. Bữa lớn thì là cặp uống ngủ. Xào lông có màu trứng nữa. Ở trên nhòi nha. Ừ, chế ra không có thôi, rụt rụt hút luôn. Ừ, trứng luôn. Hả? Gì? Mới lớn thì uống rượu rồi. Anh Ben chưa uống nữa hả? Rồi, anh Ben dạy rồi chưa uống nữa. Thiếu mỡ hành người ta làm thêm cái gì chắc? Thiếu rồi á. Ăn đi, điểm nó nguội hết. Ta đi làm thêm mỡ hành cái chén đi. Vớt cái này ra rồi lấy cái khác bỏ vô. Hả? Mẹ ơi. Nãy gãy dao luôn. Mẹ gì? Hả? Ăn cái vỏ, không ăn cái vỏ. Ăn cái này. Còn nóng á. Để cặp cặp trên đây nè. Có chín chưa là để đẩy dưới đây. Cả cây chính thức tràn là hấp lên. Hấp, còn nó ngon, hấp, bột. Đắng hả? Nóng quá, nóng quá. Tôi mở tủ ra nha, mở tủ lấy hành trong học á. Ừ, bữa hổm nó hay lấy hành, không lấy nó sáng, nó dài lá nó còn dài. Nó vừa chín tới rồi. Hành ở đâu? Trong học á. Dưới hả? Nó vừa chín tới. Cây này ăn được chưa mẹ? Chưa, cái này còn chưa có bên vàng. Bên đây chưa vàng nữa nè. Sao mà vàng hết nguyên cây luôn. Gió là lấy rồi hoài bo thôi thổi vô đây nè. Nó mau. Con lấy nhưng mà còn không có cái gì. Mẹ ra này, ra đây mẹ làm này cái không? Lấy ly 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 giấy ra. Rồi xuống lấy cái ly ra trời. Cái thằng này. Trời, lấy một tấm. Xào lông này chính là nè bo. Ăn xào lông này ăn đi. Bo có mỡ hành rồi.
cho cái dạ. Rồi miếng mà hành. Đừng ăn đi. Lông chín rồi nè. Cho lông chín nhưng mà có một con này. Trời ơi. Cái cây luôn. Nó nhiều lắm mà nè. Nè à, tới mình ngồi trên đó đi, hồi bỏ lên hết rồi. Con ngồi chỗ mẹ đi, ngồi mẹ ngồi chỗ mày. Như ăn hết rồi bây giờ. Bây giờ con đâu? Còn cái dao nữa đâu? Đúng rồi. Thì chín rồi nè. Cho lông chín. Cho lông chín nó cho rồi nè. Để lại đi, không có leo, để lại đi. Em bo, anh đi bo. Tính cho. Nhiều rồi nè. Bữa là con nào hỏi mình. Con nói nữa không? Ừ. Bây giờ con không có đầu bắp. Ê, cho một cái thớt thì sắc lâu quá. Để nướng mà bốn cái xúc xích là chín ở đây là dọn thả lông quang bên. Để đi lên đi ha. Bỏ lại đây đi, có nước sòi luôn nè, sao đâu. Nhưng mà vậy con đi rửa tay cái này tương. Còn cưỡi nó rửa tay vậy à, ha. Còn sò lông nữa nè. Đi thẳng ra vô trong đó rồi quẹo vô trong đó rửa. Rồi con lấy giấy cho, chùi đỡ ra. Con ngồi rửa. Con khử hết đi nè. Con kiếm đi, con lấy cầm dao. Để xúc xích lâu quá ấy nè. Cái đầu không được đạn. Yếu than không anh? Còn than nhóc ở trên mà nó không chưa nó ba cái nước đò chảy xuống á. Nó không cháy. Ok. Quá khô luôn à, có nước ăn đi anh. Ăn đi ăn cặc heo. Trời ơi. Con này chín chung như con hồi nãy mẹ ăn là ngon, nó vừa chín tới còn nó hơi khô. Quéo lại hết hả? Quéo rồi chín tới có nước hết. Rọt rọt. Nước nó ngọt ha, mặn mặn. Béo béo. Nước là tôi hấp đi tôi. Không. Ê, nó lộn lộn. Bên kia hấp rồi mà. Con đi. Con đi, hấp đi. Dỗ đuôi. Cái này làm hết ca thiệt quá. Cái này à, mà dạ. Mình nhậu cái này nó rẻ mà nó ngon nữa nha. Dạ. Lâu lâu ăn đồ nướng. Mua ba cái tôm rồi thì ăn ngán chắc có ngon đâu. Không. Mua xoài nướng thôi. Ủa, có đèn rồi sao bắt cái đó hoài nó nóng máy á. Hả? Hay đang quay? Đang chim. Cô đang quay hay vậy? Quay đâu? Quay mồi thôi, đừng có quay em. Quay mồi không mà. Chị cướp thử thì quay em rồi quay mồi. Quay ngay chân chân luôn đó. Trời ơi, cái lùng bè gì ở đây. Quay mồi. Trời ơi, né vào chỗ khác rồi. Mồi không mà. Chỗ né nè. Ủa đâu có tiêu cái đồ bỡ rồi ta. Lấy gì vậy? Ừ. Vậy lấy cái đó bừng đại đây. Rồi, nhũng lấy đi. Đâu mà gặp dịp dữ bên nè. Chị đang cơm xỉu. Đến nay cháu đâu có ăn giặt. Trời không có ăn cơm đâu. Không ăn luôn hả? Cháo mà. Không bán tụi cháu ế hả? Hai trồn.
Xà lông chín rồi là bo à. Nóc chân rồi. Okay, để mà nó hay đắng rồi nè. Đâu? Ủa sao Tư ăn đắng mà con ăn có đắng gì đâu? Hai hai cái hậu nó hơi nhẵn nhẵn chứ không có đắng lắm. Nãy thì mấy con thì đắng lắm. À, xúc xích chuẩn bị chín rồi đó nghe. Nóc trên xà lông mình là bo. Xúc xích xuống mình chín lại cho ý luôn. Chuẩn bị chín rồi đó. Thật lắm đâu. À, chị lấy cho nó con vậy. Nhỡ vô con miếng này đó. Chín rồi đó, đậu bắp vậy là vừa ăn rồi đó, giòn hấu rồi đó. Có chấm chào không? Không chấm này được rồi. Đậu bắp, thử nha. Nó vừa nóng ăn giòn. Còn để mình quên nó dễ nhất à. Cái sầu lông này nè, hơi hơi thôi nha. Chín nó khô queo, không có thật đâu. Chín hết trơn rồi. Rồi, chín hết rồi, ăn ra vậy được rồi á. Thử cho nó ngon. Chín hết trơn rồi. Bỏ ra cho nó thử. Rồi lấy em sầu lông nó ngọt nè con. Bỏ đây cho con thử cho. Bóc bóc. Cho hai cái xúc, cho mấy cái xúc xích nó chín rồi đó. Tắt sầu lông ngon bỏ. Rồi đó, hai con rồi đó. Chín hết trơn luôn. Nóng quá, nóng quá. Rồi, cây xúc xích này ăn được rồi nè. Cây này cũng ăn được rồi nè. Nào thì chín chưa? Ăn đầu trên thôi. Trời ơi, nó giống xì cà đo thiệt luôn rồi đó. Thôi nè. Xì cà đo. Em biết mỗi gì nhớ kìa. Xì cà đo. Mà nó cong cong á. Để cho nó ngủ ngủ. Để chút xíu rồi, để chút xíu rồi. Có gì nấu chắc không? À, xong rồi. Anh bon cây nè. Em cây. Anh Bình hai cây. Chín hết rồi. Dữ vậy. Bình lớn ăn nhiều đi cho mau lớn. Không nữa. Chẳng bò. Bò chín rồi đó các bạn. Ăn tái luôn hả? Chín rồi. Bò hung khối. Đó vậy nó khô queo ở trường, khô khô khô. Cái mèo đây nè. Tại nó đỏ rồi chứ chín rồi. Nhưng giận quá mẹ. Đây cây vào cái kia. Thôi con ăn người miếng, người miếng, lụm lụm, người miếng đi. Cho em bóc đi cho nó. Bóc rồi. Nè, chấm. Bụng dài. Bò hả? Bóc ăn một bò hả? Mình nướng miếng đi. Chưa. Nó vừa miếng đấy, có chịu cho con miếng không? Có 4 miếng. Em miếng đấy là con ăn thích lắm. Em hỏi đi. Ăn cái khúc này nè. Ở trên dưới này cũng hồi nướng lại. Sao? Còn trắng này nó chưa có già. Ủa cái này gì vậy? Sao mẹ ăn cái gậu đi. Sao hồi nửa trần bên dưới. Mẹ ăn. Làm miếng chặt chưa? Chặt cho nó bổ cái gặt hả? Mẹ mở này nha. Dài lắm. Rồi khi mua tới đó hầm á. Hầm thuốc bắc. Thuốc bắc, chưng á. Chưng hả? Cái này mua em chưng cho Lê Nên ăn. Lê Nên chiều hồi làm đồ đứng lên không nổi. Đau lưng hả? Nhậu ngồi biết á. Từ từ từ. Ăn mấy cái này bổ mà nó không chịu ăn đó mà ăn cái đó. Tí hả? Ừ, phải hả? Chưa mở luôn nè.
có cái gì đó nó cứng cứng không? Cái gì cứng cứng mà con chọc vô đó hả? Đây đẳng hết cái dao này trên đây. Cái dao này trên bên. Đó, chạy dây là mở ra được. Ra liền. Đây mẹ đổ hết trơn rồi. Nướng thơm dễ sợ. Chín rồi hả? Chín nhóc ra hả? Có. Ủa, Nghi sống ăn này đó. Đắng hả? Có. Ăn hả rồi mấy con. Nha, cho bên này con. Ăn đi, bỏ đi. Có rồi, nó rất là chín. Thời gian này nhiều thịt thịt nhưng mà nó ăn nó không ngọt bằng thịt đâu. Cái hậu đó. Rồi, bể luôn. Chưa mua con hàu kìa, mà hàu ít quá. Có mấy con. Đứa nào mua hàu à, em mua ra qua đây nướng nha. Hàu đây có bán không? Có, em bữa có bán. Nhập. Đặt nhầm bữa. Mua có em bữa hay. Mà quan trọng là ngon hay dở nha. Mà ăn hàu đi ra rồi. Ngoài quán ăn trời gầm ăn hàu thì nó lỗ tại nặng ký quá, còn là nó đóng bởi cái con gì đó rồi con nó chết rồi. Con đi đẳng con lấy cái dao bự dao yếm lại coi dưới đây đã gãy hả hai dưới đây dưới đây gửi ông ra luôn rồi lấy cái dao rồi cho anh đi để mình bỏ lấy cái dao kia lại mà thử nghĩ ra sai hả? Dài lắm á. Cái dao nhỏ lắm. Ủa cái dao nãy cái dao kia đâu bên là nãy không biết. Rồi cái còn cái muỗng nào cái đó thịt bò hả? Chỉ rất thảm mà. Không có nãy. À đúng rồi. Thịt bò. Ủa cái dao con hổng gì? Bò tính là bên nóng hả? Để luôn. Không á, mày cầm nó ơi, nóng vậy không nó ngon. Sao không cắt mấy cái này ra hả? Cắt ra nó không khai đất đá mà không thấy ăn cái đó không có bổ. Không có đó là ăn không bổ. Nãy ngồi nóng anh không rồi, không ngồi. Để qua lửa lại. Ở này làm gì? Để đưa con cái dao này làm gì? Cậy sò đó. Chính là chính là. Cây dao đó nó cứng. À, chín hết trơn rồi nè. Ăn đi, ăn đi. Ăn cho nóng. Rồi cãi nữa đi Bin. Cho nên là nhóc bây giờ là chín rồi, hé miệng rồi. Con cãi đi. Cái rồi bỏ ra quắp rồi. Dạ. Bỏ rồi. Nóng rồi bếp nóng. Có ăn cơm không? Ăn được nướng thì giống dành ăn với nhau không ngon. Ăn cơm không? Đang lấy cơm đúng không ạ? Thôi. Ăn dạ. Cái này cho no đi, ăn cái này cho nó hết đi để em mới dở. Để em mới không ăn em mới. Không có, ăn cho hết đi để làm gì. Con ăn đi. Ừ, con chưa chín. Em thấy nó mở rồi đó. Bơi chiều rồi đi bơi ăn thấy cái giúp xích luôn. Trời ơi. Bơi ha. À, bơi ha con. Cái đó nặng lắm nè. Rồi ăn thật. Ừ. Lâu quá. Uống nhiều. Ăn ba xúc xích là không có tốt. Dạ ba cây. Bịt dần hôm nay. Đó giờ con nó ít ăn cá chả luôn. Qua đây em mua nó mới cho ăn đó. Cá chả chỉ không có bổ. Tùm lum luôn. Toàn là nó trộn bớ làm quá, bao quá chất. Mình biết nhỏ lớn đó nha. Ở nhà dì Tư với ở nhà ngoại sướng quá. Đi về nhà ăn cơm không à. Đứa nhà nó lấy thịt nó chắc như hơn bo nữa. Nguội à. Nó thì chắc không đủ chắc đâu. Hết pin rồi nơi. Hết pin à. Ờ. Nhà lấy cái quạt mình ra đi. Có nè, còn cây nữa nè. Giữ phòng luôn. Em bán ở bển một mấy lố bển cả. Bữa chị mua đồ chơi chay à? Tao cho không á. Đồ chơi cho con Phi. Mẹ em không biết chị. Rồi giờ bển cho ông hai mẹ em nó chơi luôn. Bỏ ẩm điện mẹ ơi, mẹ mua cho con cái đồ lắp ráp đi mẹ. Mẹ không biết chuyện. Cái má bả là bả nói đồ nhỏ lắp ráp nhất dừng mua chi.
mà nó kêu vậy là nó mua tụng nghiệp đó quá. Dạ, mua cái bộ chữ hả? Có rồi, ốp gác em biết nghe đó. Em đi toilet. Đúng rồi. Ra với mẹ nó nói là bán được cái này chứ không biết bán cái này. Rồi cái hồi số chữ đó rõ tắt. Nhìn dài quá. Cái gì ăn bò da hả? Ừ, cái cọp kia đó. Ai mỏi miệng luôn. Mày lớn cho nàng được chưa? À, nó ngứa gần dữ lắm luôn á. Ngứa gần, chặt heo á, chặt heo á. Cu heo, cu heo á. Trời, cu heo mà có nướng ăn, bá cháy một chép luôn. Giờ bỏ ngã em mua cho anh lên ăn hoài gì. Ở đây muốn ăn một dẻ luôn. Muốn ăn đặc, đặc quá. Chim heo nữa. Mấy cái đó đó. Một thao rồi nè. Ủa? Về cái cạo lông rồi nướng ớt, nướng. Ốp chào. Cái giòn cũng ngon. Giòn. Tại vì anh làm bên mổ heo vậy đó. Phải rồi. Mà cỡ ở Sài Gòn, cỡ con boy với bé Ý rồi rằng mới ra. Có tại sao? Ăn bà đó thì nó bị phát triển sớm lắm. Không, bây giờ mấy cái đồ ăn này cũng vậy nè. Nó để chắc gì. Đứa nít ăn phát triển sớm không? Kệ đi sợ đó. Có người nào mà làm ở trong mà bằng heo á, chẳng người ta. Chứ không thôi nó bán cho quán cho nè. Bỏ quán nhậu hết trơn. Có nhậu ăn dĩa có mấy nướng rồi nè mẹ ơi. Hồi lúc trước nhậu mà dĩa có mấy miếng đâu, 100.000 rồi. Cháu này chắc mùi dĩa gầm dữ. Ừ nãy giờ kêu anh điện cho ông Niêm về đó, rồi giờ kia mưa nữa. Ăn đã quên luôn. Hiểu quay ra. Nãy giờ mà ăn được hết rồi điện. Ăn hết rồi điện nữa. Tại đi. Để bữa nào đi. Tại đi. Bữa nào ngoài làm để em xỉn rồi. Câu tử tầm. Tiêu hả? Dồn vô, phổi vô. Ông nhẵn rồi. Nhẵn nhẵn. Nhẵn mà nhẵn sầu huyết mà nhỏ sầu lông nhẵn. Mày ăn đi, mấy con này chín hết rồi nè. Để nó nguội hết. Nè mấy con hở ra gì chắc chín rồi phải không anh? Hở rồi chín rồi. Ừ, nè. Đi. Ốp đi con. Nè con này cũng hở ra nè. Con nó chưa nổi đó. Mới hả? Con này. Nhờ dân lên đi. Có nè. Sữa non rồi mà. Nó ngọt. Cho con cái xích. Nó lượng ăn quá trời luôn á. Ăn xích nữa hả? Miếng nhỏ thôi. Nè, miếng nhỏ con này nướng lại. Thôi, thôi, để nướng thịt bò cho ai đi. Chiều con ăn hai cái xích. Đây con rồi. Ăn đó. Ừ. Ăn còn anh bành đi đây để thịt bò vô cho. Anh bành đi. Bành cái gì ra? Anh dạch cái lỗ sò đó ra đi. Để tới mau như vậy. Bữa nãy giờ sao đi em vậy? Em quên đưa chị luôn á. Biết nữa đi. Cho nó tiêu quá. Sống không? Sống không? Ăn đắng chắc chết. Giờ tự nhiên không muốn nhậu nữa, muốn ăn không? Ăn đi rồi mập. Nhậu cứ mặt đi. Ừ. Còn thịt cát á. Còn đống gì mà tư hút được hay ghê chứ trời. Hả? Rồi coi con thò là một đống cát về gì tư đưa, gì tư đưa vậy vô bỏ. Con nào hơi đen đen bỏ. Sò lông này nó cát dữ lắm. Ai biết? Ông giờ nè, vậy là khác lắm đó. Đó, vậy là ngon lành đó. Nè đi. Sạc bình vô. Không có. Sạc năng lượng mặt trời.
trời. Cây cúp điện thì sạc năng lượng mặt trời, có điện thì sạc điện. Đi má, cây đó nhiêu tiền? Ai biết rồi. Ai biết bạn mua nhiêu. Rồi đó cái điện mưa trời mưa luôn rồi sao sạc? Mua cái đèn. Mua đèn ngủ cho bên nó trên lầu. Mất điện quá là tháng này lên 300 mấy chục ngàn. Ngày ăn xuống 10 ngày giờ thức. Lâu gì ta mua dây điện, ta mua mà dây điện lôi treo nó ngủ dở. Dạ. Mua dây điện á, mua dây điện lôi treo nó ngủ dở. Mua dây điện á, lòn lòn lên. Đó cũng nhà làm hay á. Lắp ổ điện tuốt trên cao cho nó trên lầu. Chính rồi nè, cái này chính rồi nè. Để con nữa hả? Chị ăn đi. Rồi. Không bỏ con đây nè, bữa nay mấy cây rồi. Bò bỏ lên. 4 cây. Mưa. Chưa kêu cơ sở trên phòng chứ nữa đó. Cái sao rồi? Ngồi lên nhậu đâu có lúc không? Mưa nhỏ không sao? Thế nãy giờ ăn cái đó nào rồi ha? Ăn đi, xò đi, đi, mới hết. Nó tiền, hết. Lỡ cướp điện thì mất hành nhiều chứ à, mới mua thịt về nướng đi. Cái ăn cơm sườn. Quạt nó cũng xịn. Có sạc điện thoại. Có sạc điện thoại luôn. Hả? Ủa cái nó đang rồi đó. Đang cát rồi, bỏ lại đó. Ăn đi. Nhiều quá mới ăn gì nữa. Thì nướng đậu ba băng đi cho nó có rau củ. Đợi đậu bắp ăn. Rồi sao mà ăn ngay xúc xích đi, bỏ đâu ăn đâu. Thôi nhức gan quá à. Cái gan trắng rồi mà nhức hoài vậy thôi. Nó có thẹo gì thích hết ca đó thiệt luôn hả anh hả? Ừ, chút xíu. Ừ, nãy gốt ra ca Hải Hùng. Mời mà em không thích trứng cháo là anh biết rồi đó. Nó không nên thích mà. Dễ gì, xỉn. Đã, bả cho mình chết luôn đó. Chết hỏi nha. Ừ. Làm gì vậy? Hả? Đi bé cháu. Kêu ăn cơm chưa? Để chứ. Giờ ăn cơm nó không làm gì chứ. Cháu ăn sò đi bò. Ăn gì lạ lạ nó mới ngon nha. Cũng là nãy là lạ lạ mới ăn mấy con đầu ăn ngon kìa. Sò đấy. Hơi nóng gì là ăn ngon nè. Nóng gì là ăn ngon. Ăn gộp gộp. Cái giòn nó ngon quá không? Cái này mà có chén chao quá chấm là ngon lắm. Sống ăn. Ăn đi. Mẹ nó đậu bắp sống là hơi gần. Nóng lên là nướng thôi. Thả ra đây đi cho thử. Chín hết trơn rồi thử đi. Bây giờ chín hết trơn luôn rồi. Chín nó trơn rồi đó. Cắt thôi. Đâu rồi, đứng cây chở đó là thịt bò đó. Em chở rồi đó. Chưa. Vậy hả? Mới chở rồi. Mới chở đó. Dồn vô nó nóng rồi, nó chín. Ăn gắn rồi đi. Con nhẹ nó chín hết trơn rồi. Con nói chín hết rồi. Ôi trời ơi. Nóng hả? Nóng hả? Nguyên một cục. Nóng á. Bắp lên ăn vô quá chắc nhờ. Chị có ăn cơm vậy? Dạ có. Ăn lúc 4 giờ. Chị ngủ vậy hồi nó bụng. Dạ, ăn lúc
4 giờ. Tao nghĩ không biết nhà lớn. Ra đi, thử ra đi. Hồi đó em trước khi quen lên đây em nhậu dữ dằn lắm nha. Sao hồi đi học con gái nhậu không sai. Có sức khỏe. Rồi tới quen ảnh rồi ảnh dẫn đi nhậu không. Mà đó nghiện lớn rồi. Hai mấy tuổi rồi. Mau thiệt, mới đây mà em quen ảnh được mười mấy năm rồi đó. Trọng hồi đó mới có 1 tuổi. Giờ trọng 12 tuổi. Trọng cũng căng 12 tuổi bữa đó đó. Rồi con heo bữa bả quay to thiệt là to luôn. Không ngon, lại nhắc à. Thịt nhiều quá. Phải làm chỗ quay ướt không vậy? Phải làm chỗ. Chứ chỗ quay ngon á là con heo mà 100 kg người ta quay còn ngon nữa. Hay càng bự nuôi càng ngon, tại vì người ta nghĩ cái độ thịt nhiều á. Có tùy theo cái người ta biết cắt ớt. Dạ. Người ta gây, làm ở trên xong ở trên rồi ta canh lại rồi đây luồn cái nêm nếm á. Dạ. Nhiều ký. Ê cái mặt cái đại đâm vô trong cái mặt nó bây giờ đây nè. Này bỏ chạy đi. Chứa ngửi. Đi chạy cò lên đó nè không ai phải sáng lại thành chín rồi chị có rồi chín rồi à chắc vậy chưa có uống thử á. Em lâu chưa? Bên em cũng nhóc hết trơn kìa mà sao nó không trong. Nó bở nó bể vậy trời. Đi một dãy ở phía trước luôn á. Làm sao mà không trong giờ đây cũng, nước trong vắt à, cũng đường phèn, cũng mấy được. Để bữa nào em lấy uống thử mình sao. Đây đi chơi. Đây nó ngọt quá. Chắc dư đường quá. Thô ngọt quá uống không ngon. Thì mới vậy. Này vừa uống mà chua chua mà nó hơi đắng này nè. Rồi. Không đắng, tại nãy chị ăn sọ. Chua cái này nó chua chua ngọt ngọt mà nó vừa. Có rượu không? Hả? Đâu có. Không, đường phèn với nho mà. Vậy là cái độ nó vừa rồi, được rồi. Chứ em sợ là anh nên pha rượu gốc vô được. Nó bậy, ngâm nho ai đâu mà đổ rượu. À, đục qua chồng bỏ rượu vô á. Đục chị Tư bỏ rượu, anh nên bỏ rượu hả? Ừ, cho nó mà. Bỏ rượu vô nó mới đục á. Tại rượu nó đục mà. Chị ngâm sao? Về rửa rồi để vô hả? Ừ. Rửa bỏ vô rồi đầu bỏ đường hàng lên. Rửa để cho gáo rồi bỏ vô. Em cũng rửa rồi em để gáo nè. Lớp đường phèn, một lớp nho, một lớp đường phèn, lớp nho. Dâu luôn, cho tầm ăn luôn. Đợt em mua ngoài quán Quảng Hải gửi về đó. Cái lớp nào dâu tây luôn. Thấy mình đi nó cại khó vậy đó. Dâu tây không rượu hả? Ừ. Cại khó vậy đó. Còn mấy cay bánh chè, ngon lắm.
mà em đi nó đặt cho nó nghe nó giống như nó thòm rồi thì nó nở ra hết trơn, cái thè lè hết trơn, để bữa nào em lấy uống uống ba cái này nó bỏ uống ba đưa rồi bỏ bỏ thử bơ chắc bao bột bia chắc bao quảng cá không hả con nào cá bỏ chị ngon nhất cho mẹ ăn đi thôi nhướng ăn đi gỡ không kịp ăn em nè tại sao để ở đây chi vậy ăn đi ăn đi chín nhúc qua đây nè ăn đi gỡ ra ăn đi chín hết trơn rồi mua mà sò lông mà ở bển nó rửa sạch gì luôn nè. Nãy giờ ăn cái chục con mới có con cát. Còn ở bên đây nó đâu rửa đâu. Đen thui à, bên đây nó bán đen thui rồi nha. Bán gì còn đen lông không. Đi lấy đồ hả? Đi lấy ốc gan. Còn ở bên bển nó bán sạch xe là chốc là chuỗi lũi lông luôn đó. Ủa sao chiếc xe không ghi tiền, em trả tiền em quên luôn rồi nha. Thì cho ông chạy thử đi. Nãy không kìa em bỏ trong nhà ông Hoàng Anh á. Thì nhậu xỉn thì chạy về em nổi tăng trở về mấy ngày bỏ trống con bo à con quay quạt gió vô trong trống cho hai anh em mát đi. Thì, bữa nay vô trống lấy cái gì không chúng ta chạy giết hạt rồi chạy giết bóng rồi nay đi nhậu đám hay gì không biết nãy em thấy tắm mà thằng nào gọi tên 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 đó cái em ngoài em chặt nói vợ gọi bạn nhậu gọi chạy đi chạy đi là giờ tắm lẹ lên gạt 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 đi đó thôi vậy điện thoại vậy là không phải đi đám đâu đi đám là chuẩn bị đám hai ngày rồi hai ngày liền rồi xỉn thấy mồ luôn ở đây ăn chiều về quốc một tô cơm gì nè ở đây nhậu không ăn chừng về nhà ăn vậy đó xong rồi đầu ngủ được chừng nửa tiếng là thức dậy bắt pin nấu thêm tô mì nữa mắt con bên kia dính gàng nữa vậy đi nóng dữ lắm rồi đó nước lọc đi đừng uống nước ngọt nước có đường nữa đuổi uống ba nước ngọt nóng dữ lắm vừa nổi mới rớt vi phẩm chưa nè không có chịu nè lòng được thấy lòng là lòng sò nó bị gì bị ải chẻ hồi đó giờ ăn có lụm ra đâu giờ có ải chẻ không không bình thường à vậy bụng tốt bụng em xấu rồi có gì hai gì cháu mình thay phiên nhau ai biết được thầy Huyền nhà múc cháo rồi gì ai kìa không có thì người canh cậu người múc cháo ở đằng này nó bán nó đâu rửa đâu lông dài dài không nè vậy là mấy bà nó lâu lắm rồi đó nè cái này chín rồi nè anh nó dài luôn rồi chín gì nữa anh với bên xẻ đi còn ở mua ở bển nó xịt chốc mà nó chống lỏng rồi đúng không thế nào mua sò huyết về gan me ô sò huyết cái này nhỏ nhỏ không mà gan gì bán con nào con lấy bằng ngón tay út thôi có đâu bự ngón tay út ngón tay cái có ngón tay cái chứ đâu mà thà gì thà gì ăn Biên ăn sò đi Biên kè bò nó kè xẻ ra con với bác đi đồ bắp này ngơi đi đó cũng tính mua mà sò sò huyết ra gan meo muối là thấy nhỏ quá không được đi dài quá lắm rồi nè thân đậu đó xé ra đi anh sắc đi Bin rồi anh sắc được sao rồi nó ăn mà nè nè em trang hết rồi nè bước đi còn nóng cũng đi lắm tấm bu tấm bu tấm bu với chồng nè chồng về nó chay me ngớp nó heo về tấm bu luôn là ăn cơm ha tấm bu rồi đẻ con cá nó bu lại á bụng bu là đẻ đẻ làm chấm con cá bu lại mày mà ăn cơm lại gì xì bai xì bai hả còn tiếng tiếng hoa ăn cơm lại gì xì phàng xì phàng ăn cơm là ăn cơm cơm là tiếng tiếng miên tiếng tiếng trung quốc tiếng hoa gì đó thằng gì tư cũng học tiếng hoa nghe bên bạn của ba con dạy á nó dùng chảnh người qua nhiều bạn của bà bên bên ở đâu biết không ở ngoài á nó định định dứt em đi luôn đi tới Bắc Giang ở đó làm thi công công trình điện nước đó. Mẹ thằng bên mới có bầu thằng bên nè ủa vậy là đó ba của bên ở bên đây rồi cưới chứ không phải là ở bển qua cưới à đâu có ai làm mai anh đi thông dịch viên công ty xây dựng thầu điện nước á